Má nó trừ cái da cho nó bị bọng 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 đây nè, kiểu như là đang ấy, kiểu như còn máu 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 đen máu bầm á, còn còn dịch á, nhưng mà thôi mà lon không có ấy gì hết, biết vì đang không? Vì trường đang còn tổn thương, giờ có đụng vô hùng rứa à, để cho khô nè. Nếu mà mất công đụng vô lỡ không hết mà nhiễm trùng nó mệt nữa, chỗ nó nguy hiểm phải là Hôm bữa còn thấy một mảng bị tím tím như mình chưa hút á, thì là ừ. hút hôm sau đang đang hút nữa, bạn đỡ sưng rồi mà đỡ sưng rồi. Đã xong chuyện rất là mừng rồi, thấy nhất đồ là được rồi, nhất là thấy rồi đó, nhất kìa, nhất còn gây sốc nữa là mệt nữa, là nhiễm trùng nặng là đi bệnh viện gấp luôn, và truyền kháng sinh nữa chứ. Nhiều người học theo cái này ghê lắm rồi đi. Mà ăn gì quá trời. Nó hồi trước một mình mà lớn thế coi học theo quá trời trời. Nó rất là liền. Liệu nãy chị chưa hỏi cho bé đi làm đầu tiên tới đây không không đó là chắc làm ở dưới, làm đầu tiên chắc kêu em kêu em làm ở dưới cũ rồi không mấy cái này là chỗ khác đó. Xong các à bạn em chỉ qua đây à cái rứa mà kêu bởi rứa kêu làm ở dưới nó tưởng muốn làm cơ sở một của chị tưởng nhân làm viên mấy làm này là mấy cô bố dưới kia à tốt đó xong rồi em đây chỉ cũng qua khổ mày con đây quỷ làm gì đây nên nhà quê á biết dưới kia còn bé này đâu mà nó dưới hố đây còn phố mà trên phố chuẩn bị mặc hết một nhà nó xa gì em nhà gì em ngưng hết rồi chờ chuẩn bị xài đồ của chị nghe đảm bảo hết nha.
Bao đẹp. Chị nói thiệt mà. Mày phải xin đi em nha. Dạ. Trừ đi một tháng sau mà đi lạ là chị trách nhiệm. Đi trong vòng tháng giúp chị là tuần đi làm. Rồi hết rồi đó. Là còn khi mà hết rồi thì là lâu lâu đi kiểm tra da. Chứ không phải thả ra nghe. Vì cơ địa em là cơ địa mụn nha. Em thả ra là chị trị hết, nhưng mà em thả ra nghe, khoảng vài tháng là y như cũ lại nha. Đó là chị chắc chắn luôn. Kinh nghiệm chiến trường mụn bao nhiêu năm. Đấy, chị nói thiệt. Vì cơ địa, còn nếu mà em bị dị ứng thì chị trị hết gần hết luôn nha. Chắc một cái này xong làm cho bên kia cho bà nằm mà chờ xí nữa. Chứ nhiều quá. Họ chờ thôi. Em ơi. Chị làm kỹ kỹ cho em luôn rồi. Chứ hồi nãy giờ em thấy em chờ xí mà chị làm ba người. 10 phút em. Còn em chắc đầu buổi giờ đang cuối buổi gì đây. Tôi cũng mua gần xong rồi chứ. Tháng lâu rồi. Khi mà nâu á, thấy thời gian. Đây. Đây nó không ra đồng hồ nữa. Đây ra đẹp đẹp đi. Ra còn bể bể nữa. Chỗ này khó nặng. Có thế gì nữa. Có thể chỗ này. Còn chứ. Cho nên có máu nhiều. Cái này, quay cái này chân ra. Con đỡ khó chịu. Lâu mà hết tóc rạng đã.